Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ẩm thực miền quê. Hôm nay Ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn cây cam thảo đất chữa nóng gan, thanh nhiệt, giải độc cơ thể rất là hiệu quả. Và mình mời các bạn cùng làm với mình sau đây ạ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Và mình xin giới thiệu với các bạn đây là cây cam thảo đất các bạn nhé. Cây cam thảo đất có thể có những tác dụng gì và chữa bệnh gì thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Trước tiên thì mình sẽ cắt cái phần cây cam thảo đất này đã nhé. Cây cam thảo đất thì nó đang mọc ở vườn, dưới vườn bưởi nhà mình rất là nhiều. Mọc dưới cho gốc cây bưởi. Đây là cây cam thảo đất mình vừa cắt ở vườn về các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ dùng cây cam thảo đất này chữa nóng gan, thanh nhiệt và giải độc cơ thể các bạn ạ. Rất là đơn giản thôi, các bạn cần chuẩn bị cho mình cây cam thảo đất này khoảng 20g nhé. Đây ạ, đây hình dáng của cây cam thảo đất nhé. Hoa của nó là màu trắng các bạn nhé. Lá thì các lá nó mọc đây ạ, đối nhau nhé các bạn. Đấy, một lá một cái lấy ra nó sẽ làm ba lá đối với nhau, và nụ hoa màu trắng nụ, để chúng ta nhận biết được trong tự nhiên nó sống rất là nhiều. Và mình sẽ ngắt để mình ấy. Cây cam thảo đất này chúng ta có thể dùng thân, lá, hoa, rễ đều sử dụng được hết, rất là an toàn và lành tính các bạn ạ. Cắt nó ra để mình đem đi mình rửa nhé. Dung lượng 20g thì khoảng một rúm này là đủ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch nó. Các bạn chuẩn bị vòi nước. Mình có thể ngâm một chút nước muối các bạn nhé. Ngâm trong nước muối một lúc, sau đó thì chúng ta sẽ đem đi rửa. Các bạn ngâm cho mình khoảng 10 phút ạ. Khi mình ngâm đã được 10 phút rồi, bây giờ các bạn sẽ vớt ra để mình rửa lại nó nhé. Vớt ra để cho nó ráo nước ạ. Cam thảo đất mình đã rửa sạch rồi, các bạn sẽ cho vào một cái bát cho mình nhé. Chỉ cần khoảng 20g là đủ các bạn ạ, không cần nhiều. Với 20g này thì các bạn sẽ cho thêm một ít đường cát nữa nhé, để chúng ta chưng lên. Đấy. Tùy theo chúng ta thích ngọt nhiều thì mình cho nhiều ạ. Các bạn chuẩn bị một cái nồi nước cho mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ chưng lên nhé. Các bạn chưng cho mình lên nhé. Các bạn
trưng cho mình sôi khoảng 15 phút nhé. Sau đó thì mình sẽ đây ạ, bây giờ là sôi thì chúng ta sẽ giảm lửa đi. Sôi khoảng 15 phút, sau đó các bạn có thể tắt bếp để nguội bớt thì chúng ta lấy ra là có thể sử dụng nó nhé. Đây các bạn, khi mình trưng một lúc được rồi nhé, và bây giờ mình sẽ lấy ra. Dạ, khi phần cam thảo đất của chúng ta nó đã ra nước và hơi nước khi chúng ta trưng ấy, nó hấp lên, chúng ta sẽ lấy cái phần nước này nhé. Để nó nguội bớt còn ấm thôi các bạn nhé, các bạn sẽ chắt cho mình lấy cái phần nước để chúng ta uống. Đây ạ, cái phần lá này thì chúng ta có thể bỏ đi rồi. Cái phần nước này chúng ta sẽ uống nhé, và các bạn dùng uống cho mình trong ngày ạ, chứ không dùng uống lâu quá các bạn nhé, không để đến ngày hôm sau. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về cây cam thảo đất chữa nóng gan, thanh nhiệt và giải độc cơ thể rất là tốt. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Và lưu ý thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau nhé. Lưu ý khi sử dụng cam thảo đất không được sử dụng để uống thay nước uống hàng ngày các bạn nhé. Nếu sử dụng với số lượng lớn liên tục trong nhiều ngày có thể dẫn đến như là phù lề, sẽ không tốt đối với sức khỏe nhé. Cho nên chúng ta chỉ dùng thường từ 3 đến 5 ngày nhé, thì các bạn sẽ nghỉ một ngày ạ. Sau đó chúng ta lại dùng tiếp các bạn nhé. Cam thảo đất là vị thuốc được sử dụng phổ biến trong đông y để trị ho, sởi, phù lề, cảm cúm và nhiều bệnh lý khác, cho nên chúng ta có thể sử dụng rất là tốt, nhưng không nên sử dụng thường xuyên hàng ngày ạ. Tuy nhiên, trước khi sử dụng cây cam thảo đất, người dùng nên trao đổi với thầy thuốc để được hướng dẫn cụ thể về liều lượng và cách sử dụng cho từng bài thuốc hay là với từng người bệnh để có được được hiệu quả tốt nhất nhé. Chứ không phải chúng ta tự ý thấy công dụng của nó tốt, chúng ta có thể sử dụng vô tổ chức hay là ngày nào chúng ta cũng lấy để uống, vì trong vườn sẵn có hoặc là cây này rất là dễ kiếm, thì nó sẽ ảnh hưởng tốt cho cây này nhưng mà lại ảnh hưởng đến cây khác, như là cây cam thảo đất tốt cho gan nhưng mà có thể lại ảnh hưởng đến thận hay phổi chẳng hạn ạ. Nên là chúng ta cần phải